Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nha. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục dọn rửa thêm được hai mẫu máy cưa xích. Hôm nay là có hai con máy Estin 10S170C này và một con máy Sittin 021C. Đó. Hai con máy này là mang thương hiệu của Đức các bác nhá, hàng bãi nguyên zin nguyên bản 100%. Con này 170C là nòng 37 ly rất là phù hợp về cho các bác sử dụng gia đình, cắt tỉa cành đồ linh tinh, nòng 37 ly ạ. Đó, có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn, giật rất là nhẹ nhàng. Dòng này nói chung là dòng quốc dân rồi, bán chạy rất là nhiều các bác nhá. Con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ, ốc này. Hầu như là còn mới luôn các bác nhá. Đó. Tích hợp hai ốc làm vặn trực tiếp bằng khóa 19. Làm con này mặt cắt là được 35 phân ạ. Xích là xài xích chung 91 các bác nha. Làm xích nguyên zin của nó các bác nha. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Mặt tiền của nó đây ạ. Cái này thì em vừa đã nổ thử qua để lên video cho các bác. Đó, này nó nhớt nó hơi chảy ra một tí xíu rồi. Máy móc con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Đây, cho quay phần bên trong cây máy cho các bác xem quả. Hàng chuẩn zin luôn các bác nha. Điện zin này, nòng zin, bình xăng con, nguyên zin nguyên bản. Hàng chưa bung chạm luôn các bác nhá. Và giá hiện tại thì con 170C này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.400.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa với một tô vít chỉnh. Là con 170C có chụp giật trợ lực các bác nhá. Và qua tiếp là một con 021C. 021C này là con máy cưa nòng 40 ly, công suất 40cc. Đó, chuyên cho các bác về khai thác tầm trung, tay nắm giật to bản này, Made in Germany, hàng bãi Đức các bác nhá. À, đây là nó là dòng C nên là nó có tích hợp núm bơm xăng phụ xả áp luôn các bác nhá. Ốp lam tăng chỉnh xích nhanh ạ, cực kỳ chắc chắn và tiện lợi luôn. Lam con này mặt cắt cũng là được 30 phân, 35 phân, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Đây phần mặt tiền của nó đây ạ. Đó, các bác muốn khỏe một tí xíu thì các bác lựa chọn con 021C. Máy móc cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây là bên trong của nó các bác nhá. Lưới chưa hề có biểu hiện rách rưới gì cả. Bình xăng con tất cả nguyên zin từ HTZ. Máy móc cam kết cho các bác là chuẩn zin đét đẹp luôn các bác nhá. Con này 021C quá đẹp luôn. Con này thì khoảng 90% nữa. Quá đẹp luôn các bác nhá. Đấy, thằng xích cũng sử dụng đầy đủ nguyên. Tất cả máy móc hôm nay là có hai con này thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Hai con thì cũng khoảng tầm 90% nữa, quá đẹp. Rồi, cả hàng chúng ta xin phép giật test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy nhé. Dạ vâng, và cửa hàng chúng em báo giá luôn trên video các bác nhé. Con 170C giá 3.400.000 và con 021C giá 3.900.000. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con nào thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929. Hoặc các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em các bác nhé. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em để trên màn hình luôn các bác nhé. Các bác chỉ cần việc liên hệ cho cửa hàng chúng em. Dù là các bác chốt con 170C thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em báo là anh muốn đặt con 170C chẳng hạn. Con này là con 021C các bác nhé.
các bác nhớ giúp em cái tên máy nha, để tránh khi các bác đặt hàng để nó lại nhầm lẫn thì em sẽ gửi nó không đúng máy, thì tới hàng nó lại khi các bác kiểm tra hàng nó lại khi nó lại không đúng máy các bác đặt. Đó, giá là 3.400.000 cho một con máy cưa 170C sử dụng gia đình, và con 021C là giá 3.900.000 cho các bác nào mà về khai thác tầm trung. Các bác nào mà muốn nhỏ nhẹ để cắt tỉa cành đồ linh tinh thì các bác lựa chọn con 170C các bác nhá. Đó, và các bác nào mà muốn khỏe một tí xíu thì các bác lựa chọn con 021. Hai con này nó là mang thương hiệu của Đức nên là cực kỳ bền bỉ luôn các bác nhá. Em nghĩ là hãng này nó thuộc dạng là hãng top đầu về những dòng máy cưa máy cắt cỏ rồi, không có hãng nào có thể qua được những dòng như thế này nữa rồi các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các video sau.